Ủa còn mình thôi hả? Mình làm gì đây? Ủa rồi mình làm gì đây? Tìm tìm chấm hỏi mình các bạn. Chào các bạn, nếu như anh em đã bấm vào trong cái video này thông qua cái tiêu đề thì chắc chắn là các bạn cũng rất quan tâm với chiếc kệ đồ họa GT1030 ở ngay thời điểm năm 2021. Khó mà phủ nhận với các bạn, chiếc 1030 ở thời điểm cách đây khoảng vài năm á, nếu như mà so sánh nó ngang hàng với lại 750 và 750 Ti á, thì có vẻ như là GTX 750 Ti nó sẽ hợp lý hơn. Người ta thường hay chuộng 750 Ti hơn. Nhưng mà tuy nhiên xét thời điểm này á, nếu như các bạn đang tìm một chiếc kệ đồ họa ở ngay cái thời điểm mà chúng ta đang khá là khan hàng, không có GPU để xài và đang tìm một chiếc kệ đồ họa mới á, thì 1030 ít nhất vẫn còn hàng ở ngay thời điểm hiện tại để cho anh em mua. Vậy thì chúng ta cùng nhau nói về câu chuyện hiệu năng của GT1030 ngay thời điểm hiện tại, liệu nó có đáng để mà sử dụng hay không, và với cái giá tiền khoảng hơn 2 triệu đồng của nó thì chiếc kệ đồ họa này sẽ chơi được game gì. Với GT1030 ở từ ngay thời điểm ra mắt cho đến ngay thời điểm hiện tại, mình nghĩ là cái đối tượng khách hàng mà nó tập trung đến nhất á, đó chính là những người muốn chơi game esports, tức là những cái tựa game play to win mà với cái cấu hình nó hầu như là nó chung chung, nó đại trà và anh em nào cũng chơi được á. Chẳng hạn như thời điểm hiện tại chúng ta có Liên Minh Huyền Thoại, chúng ta có CSGO, chúng ta có Valorant, rồi một số những tựa game như là Dota 2. Thì đó cũng sẽ là một số những cái mặt game mà mình sẽ test ở trong cái thời điểm này ở trên cái con máy này cho các bạn. Giới thiệu một chút xíu ha. Đây là cấu hình bộ GVN Ventus M. Cái link thì đương nhiên mình sẽ để bên dưới, nhưng mà cái điều kiện test mình xin thưa với các bạn là mình sẽ đổi một chút xíu. Thứ nhất, trong quá trình test, thứ nhất là mình sẽ mở cái nắp case. Thứ hai là mình sẽ test ở trong cái điều kiện đó chính là điều hòa khoảng 25 đến 26 độ C ở cái phòng này của mình nè. Và thứ ba đó chính là mình sẽ gắn dual channel RAM. Nó có khác biệt một chút xíu so với là cái cấu hình chuẩn ở trên website, nên mình nghĩ là cái cấu hình mà mình đang chuẩn bị test đây nó sẽ là điều kiện lý tưởng nhất để các bạn có thể đạt được cái mức hiệu năng tốt nhất cho bộ máy này. Trong tình huống các bạn sử dụng tại nhà, nếu như các bạn có test á, thì mình nghĩ là hiệu năng nó sẽ có giảm đi đôi chút nếu như các bạn chỉ gắn single channel RAM. Thứ hai là các bạn đóng nắp case thì cái nhiệt độ sẽ có tăng chút xíu. Các bạn lưu ý về cái phần này giúp mình nha. Ok, đầu tiên mình muốn show cho các bạn coi trước về cái phần setup BIOS của mình để làm gì, để các bạn biết là mình đang có cái gì ở trong cái bộ máy. Đầu tiên là chúng ta có một con CPU là i3-10105F ha, đúng như cái bộ máy của chúng ta. Mình đang gắn hiện tại, như nãy mình có khai báo với anh em á, là mình sẽ đẩy cái RAM lên là dual channel và kèm theo đó mình sẽ bật XMP để lên 2666MHz, tức là bus 2600. Và lưu ý nha, ở trong cái phần mainboard của ASUS và nhất là con H410i này nè, thì nó đang có một cái phần là cái phần Resize Bar, thì ở đây mình sẽ off nha. Ở đây mình sẽ off. Cái Resize Bar này là một cái chức năng mà giúp cho tối ưu cái luồng băng thông dữ liệu ở trên cái VRAM của con GPU. Tuy nhiên thì mình nghĩ là nó sẽ có rất là nhiều những cái ảnh hưởng á. Hiện tại mình chưa có làm một cái video cụ thể được, nhưng mà sắp đến mình sẽ làm sau cho các bạn. Ok, thì đó là tất cả cái setup của mình. Ở đây mình đang có một con SATA 128GB. Nếu như muốn các bạn có thể nâng cấp thêm một con HDD 1TB để có thể chứa được nhiều game hơn. Ok, đó là cái phần setup. Ok các bạn, mình đang test Liên Minh. Hiện tại thì chơi được khoảng 10 phút. Các bạn thấy mình khoảng level 8 rồi phải không? Thì mình đang setting ở max setting. Đây, ở max setting rồi, rất cao rồi. Và có bật thêm cả khử răng cưa. Thì hiện tại các bạn thấy là cái mức FPS nó vẫn rất là cao. Nó khoảng 170 mấy. Một cái hint cho các bạn là nếu như các bạn muốn chơi Liên Minh á, thì các bạn nên test và chơi ở trên những cái cấu hình cũ, nó giống như là như thế này. Tức là một cái con GPU cũ á, thì tại vì cái nền game á, nó dựa trên cái nền DirectX cũ, thì thành ra là khi mà các bạn chơi Liên Minh á, ở trên những cái bộ máy á, mà có một cái GPU, một cái cấu hình máy cũ á, thì nó sẽ cho là một cái mức FPS nó tối ưu hơn là khi mà các bạn chơi trên những cái cấu hình máy mới. Đó là một cái hint dành cho Liên Minh. Và các bạn thấy là cái mức load của GPU và CPU á, nó đều rất là hợp lý. Pha này chắc phải tele này. Đây. Dây xe nó bốc đầu quá. Đi với lại dây thì các bạn cứ harass nó nhẹ thôi. Kèo này kèo mili với lại dây thì nó hơi khó. Đấy, thì các bạn thấy là FPS của mình nó đều khoảng 160 ha. Đây là game thứ hai là game CSGO. Thì ở đây mình đang setting ở mức nè, các bạn coi video ha, mình set xuống very low luôn. Tại vì mình thấy á, mình nghĩ nha, hầu hết các anh em mà chơi game FPS á, ở trên những cái dàn máy mà nó không có thực sự cao như thế này, thì cái các bạn ưu tiên là FPS game chứ không phải là chất lượng hình ảnh. Thì ở đây mình sẽ setting xuống mức là very low để cho các bạn coi là nếu như bây giờ chúng ta chơi ở mức setting thấp nhất thì là bao nhiêu FPS. Thì đây, CSGO, có một cái hơi tiếc là mình không biết tại sao mình không có chỉnh được cái afterburner để nó hiện rõ số FPS. Thì mình có sử dụng cái FPS counter của CSGO, các bạn nhìn thấy góc trái ha. Thì đây, bây giờ mình sẽ bắn thử một vài đoạn cho các bạn coi.
Ủa gì vậy? Ủa? Ê! Hello! Ủa mình đang bắn với bot hả? Ừ, thì các bạn thấy đó, FPS nó khoảng 160 nha, 150 cho đến khoảng 180 là cái mức FPS mà nó dao động. Còn trung bình thì nó sẽ rơi vào khoảng là 155 cho đến 160. Đấy, thì cái FPS counter ở góc trái các bạn cứ coi ở trên đó. Đây. Setting very low ha các bạn ha. Và nó không có hiện tượng là bị drop nhiều. Đấy, nó vẫn ổn định khoảng 160. Không có tai nghe, đang quay để test thôi, không có chơi thật á, không có tai nghe, không có nghe tiếng chân, không có biết nó đang ở đâu hết. Ui. Ui. Thôi. À. Rồi, ok, nói chung là với CS:GO thì các bạn cứ yên tâm chơi thoải mái ha, cái mức FPS nó cũng rất là cao. Ok, bây giờ mình sẽ show setting trước cho các bạn ha. Thì ở phần video này mình đang để full screen. Đấy, các bạn thấy là mình đang để off hết tất cả những cái FPS limit nè, thấy không? Cái Everyday Reflex Low Latency thì mình muốn bật on và boot. Đây là một cái tính năng giúp cho các bạn có thể giảm cái độ trễ khi mà nó xuất hình ra ngoài cái màn hình của anh em ha. Graphic Quality thì ở đây mình để hầu như là tất cả đều là low ha. Để cho nó có một cái hiệu suất sử dụng tốt nhất giống như là CS:GO gì đó. Và cái Multi Core Rendering giống như CS:GO mình cũng để on để cho nó sử dụng được cái hiệu quả của cái việc mà chạy đa luồng ở trên cái con CPU. Rồi bây giờ mà anh em thấy là cái mức FPS nó cũng rất là cao ha. Ủa còn mình thôi hả? Mình làm gì đây? Ủa rồi mình làm gì đây? tìm chấm hỏi mình các bạn. Mình không có biết chơi cái quỷ này á chứ. Ủa sao mình bắn hay vậy ta? Ê, đùa, Montague của anh Tài cũng được hai mạng. Cũng được hai mạng. Xảo thiệt, nhảm nhí thiệt chứ. Đây, mình bắn thêm một chút nữa các bạn coi cái FPS giúp mình ha. Đang chạy là load khoảng 6GB. Các bạn thấy không, đang load 6GB cho cái game Valorant này. Nên là nếu như các bạn setup một cái hệ thống nó chỉ có 8GB thôi á, thì nó thật sự rất là thiếu. Nếu như các bạn muốn dùng để làm nhiều tác vụ đấy, thì GPU hiện tại đang load khoảng 78%. Ừ, CPU load khoảng 40%. Đây là một cái game mà support cái multi-core rendering. Mình thấy là nó rất là hiệu quả ha. Để mình đi theo team, mình không có biết chơi thì mình theo bồ thôi. Bình tĩnh. Chạy. Khó quá các bạn ơi, cái game này nó khó quá, nó không phù hợp với mình này. Rồi ok, đó là về cái game Valorant ha. Các bạn yên tâm, cái máy này chơi không có vấn đề gì luôn. Và cuối cùng ở đây là mình cũng thử test cho các bạn thêm một cái tựa game AAA nữa, là game Shadow of the Tomb Raider. Thì ở đây bọn mình đang để ở cái setting lowest, tức là thấp nhất có thể ha. Để anh em mình đánh giá thử coi là ví dụ như các bạn muốn chơi cái game này mà ở một cái setting nó không cần cao á, thì có liệu có chơi được hay không. Thì bây giờ mình sẽ ấn range benchmark để các bạn có thể coi được cái hiệu quả thực tế. Hiện tại thì các bạn thấy là với Shadow of the Tomb Raider là một tựa game nặng ký, và có thể dễ dàng nhìn thấy là cái mức loading của CPU lẫn GPU nó đang không có đồng đều. Cụ thể là ở đây con CPU của mình là con 10105, nó thật sự rất là mạnh. Nên là đối với con 1030 nó sẽ hơi bị nghẽn cổ chai chỗ này. Không phải là hơi nữa mà là rất nghẽn cổ chai chỗ này, con CPU nó đang quá mạnh. Cho nên là các bạn thấy là mức loading của GPU nó lên tới 100%. Và đối với CPU thì nó chỉ dừng lại ở khoảng 30 mấy cho đến 40% là cao. Và cái mức FPS hiện tại trung bình á, nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng từ 25 cho đến khoảng 45 FPS. Cho nên là nếu như cái câu chuyện ở đây là chơi Shadow of the Tomb Raider thì có chơi được không á, thì mình nghĩ là nó không tối ưu. Thật sự là cái cấu hình này nó không tối ưu, tức là bạn có thể chơi chống chảy thôi, nhưng mà nếu như các bạn muốn chơi mượt thì nó sẽ không ổn. Và đó là còn chưa kể đối với những cái tựa game AAA như thế này á, cái mà anh em quan tâm đó chính là về cái gọi là gì ta, về cái độ đẹp của hình ảnh á. Thì có vẻ như là với cái cấu hình này nó sẽ không có đủ sức để mà các bạn có thể chơi vừa mượt mà và vừa đẹp được. Cho nên là đối với cấu hình này, tượng chung lại từ nãy đến giờ chúng ta đã bàn luận với nhau á, thì mình thấy là nó sẽ chơi được rất nhiều những tựa game esports. Còn đối với những cái tựa game mà AAA hoặc là game offline nặng thời điểm này á, mình nghĩ là nó sẽ không phù hợp. Và nếu như các bạn muốn nâng cấp về sau thì có thể sử dụng luôn bộ máy này và lên cho mình một con card đồ họa cao hơn, chẳng hạn như là từ GTX 1660
hoặc là 1650 super trở lên, nó sẽ cho là một cái hiệu suất sử dụng là tốt. Tuy nhiên lưu ý nha, bộ nguồn này hiện tại của nguyên cái bộ Ventus M này nó chỉ rơi vào 450W, nên là nếu đi thì đi với khoảng 1660 giúp mình thôi. Còn nếu như mà lên cao hơn á thì cần phải xem xét lại về cái hiệu quả sử dụng của bộ nguồn này. Vậy thì qua cái bài test vừa rồi, rõ ràng các bạn thấy là về phần hiệu năng của chiếc card đồ họa GT1030 và nhất là trên cái bộ máy G-Van Ventus này, với cái điều kiện lý tưởng, nó cho lại một cái mức FPS tương đối cao ngay thời điểm hiện tại. Và thậm chí là nếu như các bạn muốn try hạt ở trên một số những cái màn hình gaming 144Hz ngay thời điểm hiện tại á, thì ít nhất bộ máy này nó vẫn đủ sức gánh ở cái mức là khoảng medium cho đến low setting ở trong một số những cái tựa game như là CSGO, đúng không? Ok, đó là tất cả những cái mình muốn chia sẻ với các bạn về GT1030 và bộ máy G-Van Ventus M. Đây là một cái mức giá mình nghĩ là nó khá là hợp lý dành cho những anh em nào muốn chơi game ngay thời điểm hiện tại. Và ở cái thời điểm mà chúng ta đang khá là khan hàng thì đây có thể gọi như là cứu cánh. Đương nhiên là nếu như các bạn có thể chờ qua được cái thời điểm này, các bạn thấy là hiện tại tôi chưa có nhu cầu để BBC lắm, tôi muốn để dành tiền để khi mà thời điểm giá cạc xuống hoặc là linh kiện xuống á thì tôi có thể mua và nó hợp lý hơn, thì ok, cứ chờ. Nhưng nếu như các bạn nào mà đang muốn có một bộ máy dùng để chơi game ngay thời điểm này thì đây cũng có thể gọi như là một trong số những best choice. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video. Nếu như các bạn muốn mình làm thêm về những bộ máy giá rẻ nào, cùng nhau comment lại ngay phía bên dưới, mình sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.